Hai cha anh em, hôm nay rảnh rỗi mình đi xuống ve chai mình sưu tầm mấy cái đồ về cho anh em đồ chế này. Thì mình cũng vô mấy cái bữa ve chai quen thuộc anh em. Bữa giờ cũng lâu lắm rồi không đi anh em. Bên đây là mấy cái cuộn dây quạt điện tháo ra này anh em. Đây có cái máy mài. Máy này sao nó nhẹ lắm. Chắc cái máy này là người ta tháo cái ruột rồi anh em. Hôm nay mình đi xuống cái chỗ đây thì nó có rất là nhiều cái đề xe máy nè. Đây đề xe máy rất là nhiều nhưng mà mình cũng không có nhu cầu anh em. Anh em nào mua thì mình hỏi mình mua giùm cho. Bên đây là cánh quạt nè. Đó, cánh còn nguyên luôn anh em. Rồi anh em, mình dạo một vòng mấy cái vựa ve chai quen quen á, thì mình gom được một ít đồ đây. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Thì tầm hơn 10 cái. Những cái bơm này là bơm cũ anh em. Bơm này là mình mua là không bao sống chết gì hết á. Mua hồi trước mình mua 10 ngàn. Nhưng mà bữa nay là tình hình là sắt thép rồi nó lên là họ lấy 15 ngàn một cái anh em. Đó, như những cái này mình thấy motor nó còn rất là sáng bóng nè. Mình nghĩ là nó không hư. Thì mình mua về rồi xong mình đây cái đèn nó bị bể anh em đó, motor nhìn còn mới nè. Đó thì bây giờ là để mình vệ sinh sơ sơ rồi mình sẽ test mấy cái động cơ này, nếu nó chạy á thì mình sẽ bán anh em, rồi khi nào mình bán thì mình đăng lên kênh kia nha anh em. Thì mình quay cho anh em biết để khi nào mình có hàng á thì anh em biết rồi anh em chủ động lên kênh kia là anh em có thể mua nha anh em, để mình kiểm tra rồi mình thử cái motor nó chạy rồi mình mới bán nha anh em. Thì những cái bơm này thì mình bán cái test chạy thôi nha anh em, chứ mình không có bao cái đầu bơm đâu. Thì những cái đầu bơm này á, nếu mà nó không có bơm được anh em tháo ra vệ sinh giống như mấy cái clip mình hướng dẫn thì sử dụng được thôi. Thì nói chung là anh em nào thích đồ cũ thì có thể là mua, còn anh em nào thích đồ mới thì mua đồ mới. Đấy, mình thì hay thích xài đồ cũ lắm. Đồ cũ có nhiều cái nó cũng rất là ok nè anh em. Như cái bơm này là Fuji Japan, mình không biết là của Nhật hay không. Rồi hôm nay mình quay video sơ thôi, rồi mình sẽ kiểm tra một hai hôm rồi mình sẽ đăng lên cái video bán hàng. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.